gì đấy? Sao lại em lại cù anh thế? Buồn chết đi được. Nhột đây là nhột đấy. Thế anh đang làm cái gì đấy? Em đúng là chả biết cái gì cả. Từ từ để anh đứng lên anh nói cho mà nghe. Anh ấy, anh đang tập luyện đấy. Tập luyện chỗ này á? Ừ, đố em là anh đang tập cái gì đấy? Anh tập hóa thành cừu đá à? Không. Em ạ, anh đã nghĩ ra một cách để anh em mình sẽ không bao giờ phải vất vả vì nhiệm vụ nữa. Cách gì, cách gì? Đó là đấy, quỳ xuống, giơ hai tay lên trời, ngước mắt lên, há mồm. Đây mà gọi là cách của anh á? Em biết để làm gì không? Để sẵn sàng tư thế vững vàng. Nếu mà rào có xuống ấy, bạn ấy chỉ cần xuống nửa chừng là anh đã đỡ luôn. Và bạn ấy không xuống được, thế là anh em mình không phải nhảy qua rào nữa. Trời ơi, vời. Sao anh Cửu Xanh lại có thể nghĩ ra cái cách như thế nhở? Đã là nhiệm vụ thì anh em mình phải nghĩ cách để vượt qua chứ. Xanh lại đỡ bạn rào như thế. Nhưng mà lần nào cũng không nhảy qua được ý. Xong lại rất là lâu, mãi mới làm được. Đây, anh chỉ cần đỡ luôn này. Không được, không được. Em chắc chắn là cách đấy của anh không thể được. Sao lại không được? Em ý, em không tin anh thì thôi. Anh tự làm một mình nhá. Đây, xem đây. Không thể được, không thể được. Anh sẽ chờ bằng được bạn rào xuống đây để ngăn bạn đi lại. Wow. Sao lại có cái cách như thế này được nhở? Đèn sáng rồi. Đèn sáng rồi à? Anh Cửu Xanh đi ra. Không, bạn rào đến bây giờ. Không. Rào vẫn anh chưa đi thấy ra đâu. Anh đi ra, anh đi ra đây. Không, anh đi không, ra đây. Không. Để anh, để anh. Mày cứ để anh. Đây rồi, đây. Không được, không được. Anh sắp đỡ được rồi thì em lại kéo anh ra để làm cái gì thế hả? Em đã bảo là cách đấy không được mà. Nhưng mà anh đã chờ mãi mới đến lúc bạn rào xuống rồi mà. Bạn rào xuống thì anh em mình phải nghĩ cách để nhảy qua bạn rào. Chứ anh lại đỡ bạn ấy như thế thì không được. Thôi. Em, anh chán quá. Anh không thể nói chuyện với em nữa. Xin chào, mình là Rào. Chào Rào, mình là Cửu Hồng Thông Thái đây. Hôm nay cậu bé đang chán nản à Rào? Cậu bé đang chán lắm. Hôm nay anh Cửu Xanh lại đang dỗi mình đây này. Anh Cửu Xanh, anh phải dậy thực hiện nhiệm vụ với em đi để cậu bé còn đi ngủ chứ. Đừng dỗi em nữa. Không. Một mình em làm sao mà vượt qua được đây? Anh Cửu Xanh, đừng dỗi em nữa mà. Anh làm nhiệm vụ với em đi mà. Nhá, nhá. Anh Cửu Xanh. Không, em có thể đi làm một mình nhá. Rào ơi, anh Cửu Xanh năng động, hôm nay lại không nhảy qua, làm sao mà tớ qua được bây giờ? Thôi được rồi, anh không cùng em nhảy qua, em sẽ hỏi bạn Rào vậy. Rào ơi, cậu bé chán nản vì chuyện gì đấy? Vì làm mãi mà không được nên cậu bé chán. Mãi không được à? Cậu bé làm cái gì mà mãi không được à Rào? Cậu bé chơi xếp hình khó lắm, xếp mãi mà chả thành hình gì. Vì thế mà cậu bé chán nản, không đi ngủ được á? Cậu bé chán, muốn vứt bộ xếp hình đi. Ui này, ôi, vứt là vứt đấy nào, không được vứt, trời ơi, phí. Không xếp được hình này thì xếp hình khác chứ, tại sao lại phải vứt đi hả trời? Không được vứt đi. Phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Chết rồi. Anh đã định không tham gia rồi. Thế là anh Cửu Xanh hết rồi em rồi à? Anh đang tiếc bộ Lego thôi. Anh không muốn bị mất bộ đồ chơi đẹp. Thế thì bây giờ anh em mình phải cùng nghĩ cách thôi. Hay là... Đúng rồi, xem nào. Hay là gì? Anh sẽ... Sẽ? Chưa nghĩ ra. Thôi, suy nghĩ thì cứ phải để Cửu Hồng em đây. Suy nghĩ nào. Em đã nghĩ ra rồi. Anh có biết là cách gì không? Cách gì hả? Trông tươi tắn này. Chắc là em lại có chuyện hay đúng không? Quá đúng luôn. Bây giờ anh Cửu Xanh đi lấy chuyện với em đi. Đúng rồi, miễn là giữ được bộ đồ chơi là anh sẵn sàng đi theo em đấy. Ta-da. Đây rồi, đây rồi. Có lấy được không đấy?
được chứ. Chuyện hay, chuyện hay. Chuyện rất hay. Chuyện kể của những chú cừu bắt đầu. Một con quạ đang khát nước. Nó bay rất lâu để tìm nước, nhưng chẳng có một giọt nước nào. Mệt quá, nó đậu xuống cành cây để nghỉ. Nó nhìn quanh và bỗng thấy một cái bình ở dưới một gốc cây. Khi tới gần, nó mới phát hiện ra rằng cái bình có chứa rất ít nước và nó không thể chạm mỏ đến gần đáy mà uống được. Nó thử đủ cách để thò mỏ, nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại. Làm thế nào để uống được nước bây giờ? Quạ loanh quanh, nhìn xung quanh để tìm cách. Khó nhở. Một cái bình nhá, anh đã hình dung nó cao cao, dài dài này mà lại có ít nước. Mà mỏ quạ lại thì ngắn, không với tới. Thế thì làm sao mà uống được? Anh có cách gì không anh Kiều Xanh? Có chứ, anh có một cách. Cách gì đấy, cách gì đấy? Đó là đặt cái bình lên cao này. Để cho nước nó sẽ hướng được xuống miệng mình ấy. Xong rồi đập bụp cái cho vỡ ra. Đập bụp cái, nước rơi ra. Thế thì làm sao mà uống được? Thôi được rồi, em xem tiếp xem là quạ sẽ làm như thế nào xem nào. Vâng, để em đọc tiếp nhá. Quạ thấy những viên sỏi nhỏ nằm lay lắt ở gần đấy. Lập tức nó dùng mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình. Cứ như vậy, nó gắp những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình. Con quạ này thông minh thật đấy. Thế mà anh không nghĩ ra nước sẽ dâng lên từ 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 và nó sẽ uống được nhiều hơn đúng không? Đúng rồi đấy anh ạ. Rất là lâu đấy. Nhưng mà kiên trì thì sẽ làm được thôi. Em đọc tiếp đi. Để em đọc tiếp nào. Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Giờ thì nó có thể thò mỏ vào để uống. Quạ rất vui sướng khi nhìn thấy công sức của mình đã có kết quả. Quạ uống thỏa thích những giọt nước mát ngọt rồi bay lên cây nghỉ ngơi. Câu chuyện hết rồi anh ạ. Thì ra là như thế. Quạ ta rất chịu khó thả từng viên sỏi nhỏ vào trong bình. Nước dâng từ từ lên thì mới uống được đúng không nào? Đúng rồi. Thật là hay. Em nghĩ mọi việc dù có khó khăn đến mấy nhưng mình cứ suy nghĩ cách là sẽ vượt qua thôi. Đúng rồi. Anh đã hiểu vấn đề ngày hôm nay rồi đấy. Đúng là chơi trò chơi mà phải xếp hình, tạo thành những hình khác nhau bằng những miếng ghép nhỏ rất là khó. Anh cũng thử bao nhiêu lần mà không được đấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể nghĩ thử rất nhiều, tháo ra, lắp vào. Nếu mà không được lại lắp hình khác, rồi đến lúc chúng ta sẽ lắp được một hình thật là đẹp. Đúng không? Đúng rồi đấy. Như anh Kiều Xanh lúc đầu không chịu nghĩ cách mà lại đỡ bạn rào như thế thì sẽ không vượt qua đâu. Rồi, lần sau anh sẽ chịu khó suy nghĩ hơn. Anh nhớ đấy. Cậu bé ơi, đừng vứt đồ chơi đi nhá. Rào của chúng ta lại nhỏ lại rồi. Bé lại rồi. Đèn cũng tắt rồi anh ơi. Ý, đèn lại cũng tắt nữa. Thế là hết chán rồi. Anh em mình cứ nghĩ cách là sẽ được thôi. Thôi, anh bắt đầu trước. Để có rào, chúng ta sẽ được đến với giấc ngủ. Sẽ được đi ngủ. Chuẩn bị này. Ngủ đi thôi. Đi ngủ nào. Hay. Đi ngủ thôi. Yeah. Trong ánh sao trăng đã